Rồi, ok, mến chào quý anh chị và cô bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì có một số bạn xài thẻ Sacombank có hỏi mình, comment hỏi mình á là khi mà mình đổi thẻ lại á thì mất bao lâu có thẻ, và thẻ khi mà đổi thẻ thì tài khoản có xài được hay không. Đó. Thì sẵn tiện hôm nay có nhiều bạn hỏi nên mình làm video hướng dẫn và chia sẻ các bạn luôn. Đó, khi mà các bạn đổi thẻ hay là thẻ bị hư ha, và các bạn đổi thẻ mới, đó thì hay các bạn chuyển đổi thẻ thì tài khoản của mình vẫn xài bình thường như bạn các bạn, mình chỉ đổi lại thẻ thôi. Thì thẻ gồm có tên đó, gồm có thông tin thẻ như là số thẻ nè hay là ngày cấp của thẻ thì nó sẽ đổi lại hết, còn tài khoản vẫn giữ nguyên bình thường ha. Và theo cái thời buổi hiện nay á thì nếu mà từ lúc bạn đổi thẻ đến khi có thẻ ít nhất cũng khoảng 10 ngày nha các bạn, thì do tình hình dịch bệnh á thẻ về hơi chậm nha. Rồi thì khi mà đổi thẻ vậy á thì mình có xài được thẻ hay không á thì tài khoản mình vẫn xài bình thường nha các bạn. Và khi mà các bạn rút tiền á, nếu mà các bạn không có liên kết app á thì các bạn có thể vô ngân hàng rút trực tiếp bằng chứng minh nhân dân ha. Còn nếu mà các bạn nào có liên kết app Sacombank các bạn thì các bạn lên đó các bạn chuyển tiền được và rút tiền được trên đó nha các bạn, bằng cách là mình sẽ chuyển tiền qua cái app Sacombank rồi mình rút bình thường nha các bạn. Nhưng mà khi mà liên kết app á thì các bạn phải liên kết cái tài khoản giúp mình. Và cái cách làm như thế nào để mà sử dụng được ở ngoài thùng á thì mời các bạn theo dõi video mình để mình thực hiện cho các bạn xem, để mà các bạn có thể tận tiện rút được tiền ở ngoài máy ATM từ vào những ngày thứ bảy chủ nhật để mình khỏi phải vào ngân hàng ha. Rồi mời các bạn theo dõi video mình nha. Rồi, ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn cách để mà mình liên kết tài khoản của mình để mình rút tiền, chuyển tiền ở trên máy ATM các bạn. Thì khi mà các bạn chuyển đổi thẻ, thì cái thẻ của bạn sẽ không xài được nha. Đó, mà mình vẫn có thể xài tài khoản bình thường. Đó, giờ mình sẽ hướng dẫn cách bạn liên kết để mà các bạn rút tiền ở ngoài máy ATM luôn ha. Rồi, mời các bạn theo dõi video nha. Trước tiên thì các bạn truy cập đây, để mình để sát vô các bạn. Truy cập vào app Sacombank trước nha. Nếu các bạn nào mà chưa liên kết app á, thì có thể vào liên kết giúp mình ha. Đó, còn cách liên kết á, thì trong kênh mình có video hướng dẫn cách liên kết thì các bạn có thể xem video của mình để mà liên kết ha. Còn bây giờ thì cái này mình để hướng dẫn cho các bạn cách đã liên kết rồi ha. Đó, thì khi mà liên kết rồi các bạn đi truy cập vô này, các bạn vô mục hình người trên đầu nè. Đó, các bạn nhấp vô đây. Đó, thì các bạn nhấn vô mục quản lý thẻ tài khoản nè. Đó, thì nó kêu mình nhập mật khẩu, mật khẩu này là mật khẩu app nha các bạn. Thì các bạn nhập mật khẩu app vô giúp mình. Đó. Ok, sau khi nhập app thì nó sẽ vô như thế này ha. Thì để mình thoát ra mình vô lại cho các bạn. Nè, các bạn truy cập một mục quản lý thẻ tài khoản nha. Đó, thì đây khi mà mình đã liên kết thành công á thì tài khoản đầu tiên là tài khoản cái thẻ Sacombank của mình ha. Đó, là cái này là tài khoản ví nha các bạn. Đó, này là cái ví Sacombank của mình. Đó, ở đây mình có một cái thẻ tín dụng mình đã liên kết. Và đây là cái thẻ Visa của mình. Đó, thì các bạn nào mà xài thẻ từ thì là thẻ nội địa không nha các bạn. Thì các bạn khi chuyển đổi thì cái thẻ này nó sẽ không dùng được đó. Rồi, thì các bạn nhấp vô ngay chỗ dấu cộng này nè. Đó, đây. Để mình... Các bạn nhấp vô dấu cộng này giúp mình ha. Đó, mình ở đây mình có liên kết hai cái thẻ rồi. Nhưng mà khi chuyển đổi thẻ thì cái thẻ này sẽ không xài được. Nhưng mà không chuyển tiền được luôn. Mà các bạn phải lưu vô cho mình cái tài khoản nè. Đây, cái tài khoản của bạn. Khi các bạn ấy vô thì nó nổi lên như thế này ha. Các bạn sẽ nhấp vô. Đó, thì nó sẽ nổi lên chấm xanh như thế này ha. Và các bạn bên dưới có chữ lưu lại nè, các bạn nhấp vô giúp mình. Thì Sacombank sẽ gửi cho các bạn một cái mã OTP nhập từ số điện thoại Sacombank, các bạn sẽ nhập vô nha. Đây nó sẽ gửi tin nhắn, đây nó nhập như thế này, mã OTP quý khách sẽ bị mất tiền. Đó, thì nó gửi cho mình 6 số như thế này, mình sẽ nhấn vô chữ đồng ý nha. Đây, đồng ý. Mã OTP này rất quan trọng, các bạn không được cung cấp cho ai nha, để tránh mất tiền nha các bạn. Và nó chỉ có hiệu lực trong 2 phút. Rồi, mình đóng. Đây nó báo là mình đã liên kết thành công ha. Rồi, mình đóng ha. Rồi, mình sẽ vô mình kiểm tra lại coi nó liên kết được chưa hay không. Truy cập vô người nè. Đó, vô quản lý thẻ tài khoản nè. Đó, đây là tài khoản Sacombank của mình. Đây là thẻ tín dụng. Đây là thẻ Visa. Và đây là cái tài khoản mình mới vừa liên kết nha các bạn. Đó, thì cái tài khoản này mình có thể lên đây mình chuyển tiền được, rút tiền bình thường. Còn như cái thẻ này á, thì do mình thay thế thẻ nên mình sẽ không chuyển được và rút tiền được trên cái này ha. Đó. Rồi, xong
cái thẻ này á, thì nếu mà các bạn rút ở ngoài thùng nha các bạn, rút ngoài thùng ATM á nha các bạn, vào ngày thứ bảy chủ nhật á, thì các bạn sẽ không rút bằng QR được nha các bạn, mà các bạn phải chuyển, các bạn chuyển từ cái tài khoản tiền từ cái tài khoản này qua cái tài khoản Sacombank Pay giúp mình để mà rút tiền trên máy ATM nha, tại vì tài khoản mình không rút được bằng QR đó. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để mà chuyển tiền qua tài khoản Sacombank Pay để mà rút tiền bằng QR nha. Đó, đây các bạn sẽ thoát ra vô tăng chủ như thế này, các bạn sẽ vô một phần chuyển tiền nè. Đây, cái mục đầu tiên chuyển cho số điện thoại, số điện thoại là số điện thoại đã định danh nha các bạn. Đó, thì bên dưới là cái tài khoản của mình ha. Đó, mình hiện tại còn 18.000 mấy trăm đó, thì các bạn sẽ nhấp vô số điện thoại của mình, vô số điện thoại của các bạn đăng ký app. Thì khi mà các bạn á, nhấn số điện thoại mà đăng ký app của mình xong thì các bạn nhấn vô dấu cộng nè để cho nó kiểm tra lại. Đây, khi là đây là một cái tên, khi mà nhấn vô cộng thì nó sẽ nổi lên tên của bạn ha, rồi số điện thoại của bạn, như là vậy là chính xác nha các bạn. Thì như hiện tại ở đây mình còn 18.000 mấy trăm, mình sẽ chuyển thử cho các bạn xem nè, chuyển 10.000 nha. Thì Sacombank nó quy định số tiền chuyển tối thiểu là 1.000 cũng được nha các bạn. Đó, rồi như đây là tên của người chuyển nè, đó các bạn nhấn tiếp theo. Thì các bạn tiếp theo đây ha các bạn, các bạn sẽ kiểm tra lại thông tin đúng hay không, nó như là số tiền chuyển nè, tên, số điện thoại nè, rồi phí đó, mình nhấn xác nhận nha các bạn. Đó, thì nó sẽ gửi mình một cái mã OTP để mình xác nhận nha các bạn. Đây, các bạn đợi trong giây lát. Đó, như thế này mình nhấn vô đồng ý để cho nó chuyển. Đó, rồi đây các bạn, quý khách đã nhận số tiền 10.000 đồng từ khoản đi lệ từ số điện thoại ha. Rồi để mình đây là chi tiết giao dịch nó. Rồi xong để mình thoát ra, mình vô mình kiểm tra tài khoản Sacombank Pay cho đó. Đây mình vô mục quản lý thẻ tài khoản, vô phần giao dịch đó, thì đây là tài khoản Sacombank Pay của mình, mình mới vừa chuyển vô trong đây 10.000 để mình kiểm tra có tiền chưa nha các bạn. Nhấn vô chỗ hình con mắt nè, mắt chỗ này nhấn vô. Đây hiện tại nó có 10.000 các bạn. Thì khi mà rút tiền bằng QR, đây với tỷ mình thoát ra đi. Đây có mục truy cập nhanh này các bạn, thì các bạn lên máy ATM, các bạn bấm phím 9 rồi nhấn vô chọn rút tiền QR, rồi sau đó mình sẽ nhấn vô dấu cộng như thế này nè để mình rút tiền, mình chọn vô QR code ha. Đó thì nó sẽ có một cái màn hình cho mình gọi ha, gọi thế này, mà trên máy ATM sẽ có một cái mã QR. Đây mình đang đứng trước ATM, trước ATM ở chỗ này là chỗ nhà báo pin các bạn, đây là màn hình của nó. Mình dưới chỗ nhà báo pin á, mình bấm phím 9 đó, mình sẽ nhấn vô phím 9. Trên màn hình sẽ hiện lên tiếng Việt và tiếng Anh, các bạn nào thích tiếng Việt thì nhấn tiếng Việt, tiếng Anh thì nhấn tiếng Anh, và bạn nhấn vô ô đầu tiên của mình QR code nè. Đây rút tiền QR đó, để hệ thống đang xử lý, nó sẽ hiện lên một cái mã QR. Các bạn mới nãy các bạn đã gọi vô á, mình sẽ gọi cho nó, gọi vô cái mơ tròn lẫn cái mã QR này. Giờ mình sẽ bắt đầu mình gọi các bạn. Đây do cái máy mình là máy iPhone, nó bắt cái, nó gọi cái QR này nhanh lắm các bạn, nên mình sẽ làm chậm như bạn xem, vừa đưa vô là nó bắt liền các bạn ha. Đây nè, giờ mình cũng thoát ra mình vô lại cho các bạn xem ha. Đây mình thoát ra mình vô lại nè, nó nhạy lắm các bạn đó. Ha, thì các bạn muốn rút như thế nào thì mình sẽ để đường link cách rút tiền bằng QR á trên phần mô tả hoặc phần bình luận để các bạn xem và cách rút ha. Rồi như vậy là mình xin phép dừng video đây các bạn. Thì video mình đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi, hy vọng video mình sẽ giúp ích cho các bạn nếu mà khi mà các bạn chuyển đổi thẻ và các bạn cần tiền, chuyển tiền hay rút tiền ngoài máy ATM thì các bạn có thể dùng cách này để mà hỗ trợ các bạn rút tiền ngoài máy ATM nha. Và các bạn lưu ý một điều giúp mình là khi rút tiền thì trên máy điện thoại các bạn phải có 3G Wi-Fi nha các bạn. Rồi mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.